Danh tính tình mới của Hương Giang, nàng Vương Thái Lan có đi như tạc tượng, biệt thự xe sang chẳng thiếu. Sau một thời gian vắng bóng trên đường đua nhạc Việt, Hương Giang đã chính thức thả sinh dự án mới mang tên Em Buông. Trở lại lần này, nàng hậu gây chú ý khi xây dựng hẳn một vũ trụ về người thứ ba. Đặc biệt, Hương Giang còn mời mỹ nam người Thái Yoyo Thinaburakon Muông Muay tham gia MV Em Buông. Xuất hiện trong teaser MV Em Buông, Yoyo Thinaburakon Muông Muay nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả bởi nhan sắc điển trai, lịch lãm và nam tính. Được biết, Yoyo là đương kim Mr. Supranational Thái Lan 2022, Nam Vương siêu quốc gia Thái Lan. Mỹ Nam sở hữu một thân hình chuẩn tượng tạc, chiều cao khủng, gương mặt vừa thư sinh vừa nam tính, hấp dẫn nhiều người hâm mộ. Mr. Supranational Thái Lan 2022 tiết lộ rằng, kể từ khi nhận chức, tôi đã lên kế hoạch và lịch trình tập thể dục, tập gym và kiểm soát chế độ ăn uống của mình. Bằng cách chọn ăn thực phẩm sạch là ăn cả 5 nhóm, nhấn mạnh tính tự nhiên, anh sẽ cố gắng cải thiện nhiều hơn về trả lời câu hỏi và cả tiếng Anh để có thể được hoàn hảo nhất khi đại diện cho Thái Lan. Hồi tháng 7 vừa qua, Yoyo đã mang sắc Thái Lan tham dự Mr. Supranational 2022, Nam Vương siêu quốc gia ở Ba Lan. Tại cuộc thi, Yoyo rất thân thiết với đại diện đến từ Việt Nam, Đạt Kyo. Yoyo cũng xuất sắc lọt vào top 10 chung cuộc. Ngoài ra, anh còn nhận được giải phụ là Best Vote với số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả trong đêm chung kết cuộc thi. Hiện tại, Yoyo hoạt động với vai trò là một nam vương, người mẫu, diễn viên và YouTuber tại làng giải trí xứ Chùa Vàng. Ngoài ra, anh còn khiến khán giả trầm trồ bởi khối tài sản khủng. Hồi tháng 7 2021, Yoyo đã tậu một căn biệt thự sang chảnh. Ngoài ra, anh còn sở hữu xe sang. Theo netizen Thái Lan, Yoyo tậu biệt thự sang chảnh và mua cả bộ sưu tập siêu xe hạng sang. Bên cạnh đó, anh cũng dành những ngày nghỉ để đi du lịch, khám phá nhiều vùng đất mới. Yoyo cũng tham gia các khóa học rèn luyện kỹ năng, đặc biệt là cưỡi ngựa, bộ môn thể thao dành cho giới quý tộc tại Thái Lan. Yoyo hiện cũng đang sở hữu trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị. Bên cạnh đó, Nam Vương rất chăm chỉ đi du lịch ở những nơi sang chảnh, dùng đồ hiệu đắt đỏ. Yoyo còn thường xuyên cưỡi ngựa, một bộ môn thể thao dành cho giới nhà giàu. Trong những shoot ảnh quảng cáo, khán giả phải đỏ mặt trước cơ bắp cuồn cuộn, thân hình chắc khỏe của Yoyo. Ngoài ra, nhan sắc của anh cũng gây ấn tượng không kém với sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc lạnh lùng và bờ môi đầy đặn cá tính. Trên trang Instagram cá nhân, Yoyo thu hút 132.000 người theo dõi và dự kiến con số này sẽ còn tăng cao trong thời gian tới sau màn hợp tác với Hương Giang. Hiện tại, người hâm mộ rất mong chờ sự xuất hiện của Yoyo trong dự án Em Buông. Với nhân tố mới, vũ trụ người thứ ba của Hương Giang chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Cùng cập nhật các tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất tại Yan nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!